Chào mừng anh em đã quay trở lại với Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Ô tô Việt Nam VATC. Em là Phước Thế, là nhân viên tư vấn tuyển sinh. Thì hiện nay các anh em thợ và rất nhiều anh em khác thì đang băn khoăn là chưa hiểu rõ về hộp chẩn đoán ô tô là gì và dành cho ai. Thì ngày hôm nay em xin nhìn ở Phúc để giải đáp cho anh em về cái vấn đề này. Xin mời anh em. Như anh em đã biết, xe ô tô ngày càng tối tân, hiện đại với rất nhiều trang bị cũng như là các hệ thống phức tạp. Thì việc mà người thợ sửa chữa ô tô cần phải tiết kiệm thời gian cũng như là công sức trong quá trình gọi là phân tích, kiểm tra, bắt vợ một cách nhanh chóng. Như vậy, hộp chẩn đoán lỗi ô tô là gì? Nhiều anh em vẫn nghĩ đơn giản là học cách sử dụng, đọc data máy chẩn đoán. Nhưng đối với việc chẩn đoán ô tô, anh em cần phải hiểu rõ về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống và nắm vững các kiến thức để từ đó chúng ta kết hợp cùng với máy chẩn đoán, phân tích và chẩn đoán lỗi một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Khóa học này sẽ dành cho ai? Với yêu cầu đòi hỏi phải có kiến thức nền tảng về điện ô tô thì khóa học này sẽ dành cho những đối tượng như sau: là sinh viên ngành ô tô, thợ kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm sửa chữa ô tô, quản lý gara sửa chữa ô tô và các giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp, dạy nghề cùng với mong muốn là nâng cao tay nghề về máy chẩn đoán. Vậy, hộp chẩn đoán lỗi ô tô ở đâu uy tín và chất lượng? Trung tâm VATC sẽ là một gợi ý cho anh em chúng ta. Tại đây, anh em sẽ biết cách sử dụng máy chẩn đoán ô tô một cách thành thạo, biết cách đọc, phân tích, kích hoạt và kiểm tra các hệ thống, các data dữ liệu trên máy chẩn đoán để bắt bệnh một cách chuyên nghiệp và chính xác. Học thực hành trên xe thực tế với nhiều dòng xe khác nhau, trang thiết bị thì cực kỳ phong phú với hơn 30 máy chẩn đoán, bao gồm cả máy chuyên hạng để phục vụ cho học viên. Đội ngũ giảng viên, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm sẽ trực tiếp giảng dạy và giao lưu cùng các học viên. Đến với trung tâm VATC, ngoài những kiến thức chẩn đoán của các hệ thống cơ bản, thì các học viên còn được cung cấp kiến thức chẩn đoán của các hệ thống nâng cao như chẩn đoán và lập trình hệ thống hóa thông minh Smart Key, chẩn đoán và sửa chữa hệ thống BCM, túi khí và hệ thống máy điện. Vừa rồi em đã giải đáp xong cho anh em học chẩn đoán ô tô là gì và dành cho ai, cũng như giới thiệu với anh em các khóa học kỹ thuật viên chẩn đoán điện tử ô tô hiện đại của trung tâm VATC. Thì anh em nào có nhu cầu tư vấn đăng ký về các khóa học về chẩn đoán cũng như là về khóa học sửa chữa điện ô tô tại trung tâm thì có thể liên hệ em thông qua số hotline dưới đây hoặc truy cập website để biết thêm chi tiết. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.